Chào các bạn, hôm nay rất là vui khi tôi vừa mới thỉnh về một bộ Tam Thánh Phật. Bộ Tam Thánh Phật thì gồm Đức Phật A Di Đà này, Đức Phật Đại Địa Chi Bồ Tát và Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì trên mạng ấy thì có rất là nhiều các cái tượng Phật khác nhau. Tuy nhiên là tôi phải nhờ một người bạn ở bên nước ngoài để mà lựa chọn cho mình Đức Phật, làm sao nhìn cái khuôn mặt nó phải đẹp, phải hài hòa bằng chất liệu cao cấp. Thì tôi vừa mới tỉnh về. Thì trên thực tế thì có rất là nhiều người có quan điểm rằng là thờ người nọ đúng không ạ, thờ người kia. Thì bản thân quan điểm của tôi đó là mình cảm thấy mình hợp với lại Đức Phật nào thì mình thờ Đức Phật đó. Và bộ Tam Thánh Phật thì tôi sẽ kê luôn tại ngay văn phòng làm việc của mình. Hay và để tiện cho cái quá trình mà dùng để khai quang, xin năng lượng từ Đức Phật đúng không ạ, thì khai quang luôn ở tại văn phòng. Hay và sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn về bộ Tam Thánh Phật này. Trước mắt các bạn đây là bộ Tam Thánh Phật. Tôi bày ngay ban trong phòng làm việc của mình. Ban hơi nhỏ. Đấy, thì tôi phải nhờ một người bạn đặt ở bên nước ngoài về. Thì các bạn nhìn này, các khuôn mặt của Đức Phật này rất là đẹp đúng không ạ? Cực kỳ là sắc nét. Đấy. Ở giữa là Đức Phật A Di Đà. Ở bên tay trái theo chiều ban nhìn ra là Đức Phật Đại Địa Chi Bồ Tát. Và bên tay phải là Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Đấy, đây là một bộ ban thờ Phật tại văn phòng làm việc của tôi. Tương tự như ở đây thì có ba cái hũ này, ba cái hũ này. Đấy. Đây là bát hương, lọ hoa, đĩa bày hoa quả và ba chén nước. Ở đây thì tôi chưa bốc bát hương, bởi vì tôi vừa mới nhận hàng sáng nay thì tôi đang xem và lựa chọn ngày giờ phù hợp, có sao tốt bay đến cái vị trí này để tôi mới bốc bát hương. Đây là bộ Tam Thánh Phật mà tôi sẽ thờ ở phòng làm việc của mình, để sau tiện cho quá trình mà khai quang cũng như là xin năng lượng từ Đức Phật để hỗ trợ các bạn được tốt hơn. Đấy, bộ Tam Thánh Phật. Đấy, tôi vừa chia sẻ với các bạn về bộ Tam Thánh Phật đúng không ạ? Các bạn nhìn các gọi là nhìn về thần thái đúng không ạ? Về các khuôn mặt của Đức Phật thì nhìn rất là đẹp và sắc nét. Đấy thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà theo dõi video trong hôm nay. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.